Tôi muốn vượt qua mọi giới hạn an toàn, đi theo con đường của riêng mình, mặc dù không ai ủng hộ tôi khởi nghiệp, đặc biệt là gia đình. Ai cũng nghĩ tôi sẽ trở thành một MC, biên tập viên, một diễn viên hay người mẫu. Vì ngay từ khi 16 tuổi, tôi đã đạt được giải thưởng Hoa Khôi Thể thao Toàn quốc. 17 tuổi là MC quen mặt trên đài truyền hình Việt Nam, nữ chính trong bộ phim Cô Thư Ký Xinh Đẹp. Tuy nhiên, tôi xác định những thành tích đó chỉ là bước đệm để tôi có thể tiến đến mục tiêu của mình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Báo chí, tôi mở công ty PHI, xuất bản tạp chí Cẩm Nang Mua Sắm, chuyên về truyền thông, thương hiệu, lĩnh vực tôi cho rằng mình có thế mạnh. Tôi tuyển ngay 100 nhân viên kinh doanh cả hai miền Bắc, Nam để tiếp cận khách hàng. Có thương hiệu cá nhân, có chính sách truyền thông hấp dẫn, nên chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã có hàng loạt hợp đồng.